Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng có hành vi côn đồ, dùng dao chém người sau 2 năm lẩn trốn. Đó là đối tượng Nguyễn Đức Hiệp, trú ở xã Drei Sáp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Hiệp và Nguyễn Văn Dũng cùng một số bạn bè nữa đến một quán trên địa bàn xã ăn nhậu. Là bạn bè quen biết nhau, nhưng trong cuộc nhậu giữa Hiệp và anh Dũng đã xảy ra mâu thuẫn xô xát. Được mọi người can ngăn nên Hiệp bỏ đi, nhưng khoảng 10 phút sau thì Hiệp quay lại quán nhậu và cầm theo một con dao dài khoảng 50cm rồi lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay anh Dũng. Lúc này những người xung quanh đã kịp thời can ngăn, giật lấy con dao trên tay Hiệp và đưa Dũng đến bệnh viện cấp cứu. Anh Dũng bị thương tật 33%. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an huyện Krông Anna phát lệnh truy nã. Sau hơn 2 năm lẩn trốn đến nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, cuối cùng Hiệp cũng bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm, bắt giữ tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đưa về quy án.